Thưa quý vị, một ngư dân Việt Nam bị thiệt mạng khi chiếc tàu cá của người này và một số ngư phủ khác đánh bắt tại ngư trường Việt Nam bị tấn công. Tin tức được loan đi vào ngày 4 tháng 4. Theo đó vào ngày 11 tháng 3, chiếc tàu đánh cá mang biển số QNG 96677 bị một chiếc tàu bằng gỗ nổ súng tấn công, làm cho ngư dân Trần Văn Định tử vong. Chiếc tàu này do ông Nguyễn Văn Mười, sống tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng. Truyền thông trong nước trích lời ông Mười nói rằng, khi bị nổ súng tấn công, ông và các ngư dân khác cho tàu chạy về đảo Lý Sơn, nhưng trong cơn hoảng loạn nên không nhìn rõ chiếc tàu tấn công là tàu của nước nào. Ông cho rằng chiếc tàu đó là của cướp biển. Tin không nêu rõ vị trí chính xác của chiếc tàu QNG 96677 khi bị tấn công cũng liên quan đến người dân Việt Nam. Vào ngày 5 tháng 4, có 39 người dân Việt Nam được Indonesia trả tự do. Đây là những người dân quê quán ở Kiên Giang và Bình Định bị chính quyền Indonesia bắt giữ vì xâm phạm hải phận của nước này vào thời điểm từ 5 đến 7 tháng trước đây tại khu vực đảo Pontianak, tỉnh Kilamatan tức đảo Borneo, đảo lớn nhất của Indonesia. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam, thì từ đầu năm đến nay đã có 390 ngư dân Việt Nam được Indonesia trả tự do, 50 người được Papua Guinea trả tự do và hiện vẫn còn 370 người bị Indonesia giam giữ. Một ngư dân ở Kiên Giang vừa được trả tự do cho rằng ông bị bắt tại vùng biển giáp giữa Việt Nam và Indonesia và ông đã bị chủ tàu đánh cá lừa đến vùng biển đó. Indonesia gần đây sử dụng biện pháp cứng rắn là phá hủy các tàu đánh cá nước ngoài xâm phạm hải phận nước này. Vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, nước này cho phá hủy 81 tàu đánh cá nước ngoài, trong đó phần lớn là tàu Việt Nam.